Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được mấy chiếc Hamilton là giá cũng cực kỳ hợp lý và hôm nay mình trên tay cho anh em. Đầu tiên là mình có một chiếc đó là Hamilton dòng Liberty. Đây là dòng cao cấp của Hamilton với hộp bằng nhôm như các bạn đã thấy ở đây. Khá là đẹp. Và ở phía trong thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton Liberty màu đen. Đợt trước mình có giới thiệu đến anh em đến dòng này và nó là mặt màu trắng với cả dây một phiên bản dây da với cọc màu mạ vàng. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em đó là phiên bản Hamilton Liberty phiên bản mặt màu đen. Dòng Liberty này của Hamilton thì nó luôn được Hamilton ưu ái khi nó sử dụng một cái logo như các bạn thấy ở đây. Nó được làm một cái logo riêng ở phía trên chữ Hamilton. Với các dòng khác thì chúng ta sẽ thấy là nó có chữ H. Còn với dòng này thì chúng ta sẽ có một cái logo nhìn khá là quyền quý. Đó. Chúng ta sẽ có dòng chữ Automatic và một cái ô lịch ở góc 6 giờ. Và ở dưới này chúng ta có dòng chữ Swiftmate. Dòng Liberty này được Hamilton set ở phân khúc mà cao hơn dòng Range Rover và dĩ nhiên là cao hơn những cái dòng như là Jazz Master hoặc là Viewmatic. Đó thì dòng này thì được Hamilton họ rất là trau chuốt về cái ngoại hình với cái từng cái góc của cái lắp với cả một từng cái góc của case thì họ làm rất là chỉn chu và đẹp. Thiết kế của dòng này thì nhấn mạnh vào cái đơn giản tinh tế nhưng vẫn sang trọng. Như chiếc này thì các bạn thấy là bộ kim cọc của nó thì hoàn toàn được làm rất là mảnh và nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ rất là lịch lãm và tinh tế. Mình sẽ lên tay để cho anh em thấy là bộ máy nó bắt đầu nó chạy. Đó. Chiếc này thì của chúng ta thì có size là 42mm và nó sẽ phù hợp với anh em tay khoảng 17cm. Nếu như anh em nào tay to cần một chiếc đồng hồ đeo hàng ngày thì chiếc đồng hồ này rất là hợp lý. Ở phía bên phải chúng ta sẽ có một cái núm chính với logo chữ H của Hamilton. Còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ có ở đây là bộ máy Hamilton H10. Bộ máy này thì được Hamilton nâng cấp lên với cái thời gian tích cót lên đến 80 giờ. Nó tương tự như dòng Powermatic 80 của Tissot. Tuy nhiên là với máy của Hamilton thì họ làm nó đẹp hơn đôi chút so với cái máy của Tissot. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 25 chân kính, chúng ta có 21.600 tần số và 80 giờ tích cót. Và như các bạn thấy ở đây thì bộ máy của chiếc Hamilton này thì được tất cả những cái bridge thì đều được họ hoàn thiện với những cái vân đánh xoáy tròn hoặc là những cái vân đánh trải tia như ở cái rotor này. Đó. Và rotor thì họ có làm thủng lỗ để chúng ta có thể nhìn thấy hoàn toàn bộ máy ở phía sau khá là đẹp. Ở và mặt sau thì các bạn sẽ thấy là những thông tin như là kính Sapphire này, độ chống nước 53 này và cái mã của sản phẩm là H424151. Đây là mã đầu của dòng sản phẩm. Đó, và chúng ta sẽ còn có cái serial number nữa. Với dòng Hamilton Liberty này thì họ sử dụng một sợi dây đó là sợi dây 5 chỉ. Với sợi dây 5 chỉ này thì chúng ta sẽ có 2 chỉ bóng và 3 chỉ được làm phay xước. Và nó được làm khá là đẹp, nuột và chắc chắn. Với những cái dây thép của Hamilton thì mình đã cầm trên tay thì nó đều có cái khoảng chất lượng tốt hơn so với những cái dòng sản phẩm khác ở trong trong tầm tiền khoảng 20 triệu thì rất là tốt. Khi mà trên tay thì chiếc này cũng trên tay rất là đẹp. Và các bạn lưu ý đây là một chiếc có lắc tu lắc khá là dài. Cho nên là nó sẽ phù hợp với anh em nào tay khoảng 17cm trở lên thì đeo mới đẹp được. Còn nếu anh em tay bé thì vui lòng là mẫu Liberty này là chúng ta không thể đeo được. Khóa đi kèm của chiếc này là khóa gập đôi. Và khóa gập đôi này thì chúng ta sẽ có logo Hamilton ở phía đằng sau này. Các bạn có thể thấy rõ. Chiếc này sử dụng kính Sapphire và có độ chống nước 50mm cho nên nó cũng khá tiện dụng để các bạn sử dụng hàng ngày daily. Các bạn đi mưa rửa tay thì hoàn toàn bình thường. Với kính Sapphire thì chúng ta có thể tránh được những cái vết xước mà không đáng có. Đó. Dĩ nhiên nó sẽ không tránh được 100% nếu như các bạn cạ vào kim cương hoặc là những vật tương tự như là Sapphire thì nó sẽ cứng hơn. Chiếc này thì bên mình đang bán với giá là qua sử dụng là 13.800.000. Vì đây dòng Liberty này nó khá là cao cấp và nó cao cấp hơn nhiều so với những dòng khác. Mẫu này nếu mà các bạn mua chính hãng nó vào khoảng 28-29 triệu mua mới. Còn với chiếc này thì bên mình đang có sẵn với giá là 13.800.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.